Đông Hải xin chào cả nhà. Thưa biết khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà các chị em phái đẹp đang rất là bận rộn, tất bật để chuẩn bị cho những bữa tiệc cuối năm, đặc biệt là những cái buổi tất niên. Vậy thì làm sao để các chị mình có thể tỏa sáng cũng như là nổi bật hơn trong những dịp đặc biệt này? Một cách nhanh chóng và hữu hiệu nhất đó chính là sử dụng những phụ kiện lấp lánh. Vậy ngay bây giờ hãy cùng Thư điểm qua những phụ kiện này nha. Đầu tiên là một sắc đỏ không thể thiếu trong những dịp đặc biệt này. Với thiết kế form túi cứng thanh lịch kết hợp cùng gọng viền mạ vàng sang trọng, đây là một điểm cộng rất lớn cho mẫu túi này. Màu đỏ này nó sẽ giúp cho chị em trở nên quyến rũ và tự tin hơn. Với thiết kế phần thanh quai lạ mắt kết hợp cùng phần phủ kim sa bắt sáng, đảm bảo các chị sẽ luôn lung linh với những ánh đèn. Chi tiết dúng xéo kết hợp cùng nơ đính đá lấp lánh ấn tượng như một chiếc đầm dạ hội cách điệu. Thư xin gợi ý đến các chị một sự kết hợp tuyệt vời khi đi kèm chiếc túi này, đó chính là đôi sandal cao gót đính đá xích tôm lên đôi chân của các chị. Ngoài cầm tay ra thì còn có dây xích mạ vàng để các chị có thể đa dạng phong cách sử dụng. Mẫu túi này có 3 màu cho các chị thoải mái lựa chọn để có thể kết hợp với các trang phục dạ hội. Thêm một sự lựa chọn nữa cho các chị đó chính là một mẫu thiết kế có form túi hộp cứng cáp tương tự. Với chi tiết dúng xếp liên ngang kết hợp cùng phần khóa vuông đính đá ấn tượng, phần quai vòm kim loại kết hợp cùng phần khóa bật đính đá lấp lánh tạo điểm nhấn. Chất liệu phủ kim sa chuyển sắc với những gam màu lạ mắt chắc chắn sẽ giúp các chị tự tin và kiêu sa hơn. Ở đây Thư đang có hai màu rất là đặc biệt, đó chính là màu tím galaxy và màu bạc chuyển vàng. Thư nghĩ với một chiếc đầm dạ hội đơn sắc khi kết hợp cùng một trong hai chiếc túi này thì cũng đủ giúp các chị trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Lộng lẫy và thu hút mọi ánh nhìn đó chính là chiếc túi đính đá có form dáng chữ nhật cách điệu với chất liệu thuần hà cắt giác cao cấp, kích thước thì nhỏ gọn như một chiếc ví cầm tay. Đây sẽ là một phụ kiện giúp cho chị em mình có thể thay đổi phong cách từ nhẹ nhàng cho đến cá tính. Khóa bật hình hoa bản to kết hợp cùng 3 màu sắc ánh kim sang trọng. Và điểm đặc biệt của chiếc túi này đó chính là dưới những sắc độ ánh sáng khác nhau thì sẽ phản chiếu độ lấp lánh khác nhau, đảm bảo là các chị dù dưới ánh sáng nào cũng sẽ tỏa sáng. Tuyệt vời hơn khi các chị kết hợp cùng một đôi sandal cao gót nhũ ánh kim, đây sẽ là một cặp đôi hoàn hảo cho trang phục của các chị. Phụ kiện kế đến có thiết kế bo gốc mềm mại, nữ tính. Phần khóa bọc dạng thanh hiện đại cùng gọng viền đồng màu mang đến sự tinh tế và thanh lịch. Vẫn là chất liệu thuần đá cắt giác cao cấp, có 3 màu mà đặc biệt là màu mà Thư đang cầm trên tay, đó chính là màu đá vàng độc đáo. Lòng túi lót vải có bo thun hai cạnh, không gian túi rộng rãi, đủ để các chị em mình có thể đựng các vật dụng cá nhân. Và với thiết kế tối giản như thế này thì chị em có thể thỏa sức phối hầu hết tất cả các trang phục dự tiệc. Và với những cái mẫu sản phẩm từ nãy tới giờ Thư giới thiệu á, thì mẫu nào cũng sẽ có dây quai xích phối rời để các chị có thể sử dụng khi có nhu cầu. Vừa rồi là những gợi ý về phụ kiện lấp lánh để các chị có thể nổi bật và tỏa sáng hơn trong những dịp lễ cuối năm. Hy vọng là các chị có thể chọn được một mẫu ưng ý và thích hợp. Còn rất nhiều mẫu sản phẩm khác nữa, nếu các anh chị muốn biết thêm chi tiết, có thể truy cập shopdonghai.com hoặc đến ngay hệ thống cửa hàng Đông Hải để trải nghiệm dịch vụ mua sắm tốt nhất. Đông Hải xin chào và hẹn gặp lại!